Xin chào mọi người. Tối nay gia đình của Hiền ăn cái món thịt luộc chấm với lại mắm nêm và bún nè cả nhà. Đây là cái dĩa rau vườn nhà. Đây, cái chén mắm nêm hồi nãy Hiền xay rất là nhiều khóm luôn. Bây giờ xin mời cả nhà sẽ ăn chung với tụi mình nha. Hay là mình dời dĩa rau qua bên ảnh ta? No. Dĩa thịt qua Hiền. No. Đâu biết gì đâu mà. No more. Đó, em muốn siêu quậy cô chứ à. Bây giờ xin mời mọi người ăn chung với gia đình Hiền nha. Đây, I found a lot of caterpillar today. Yeah. Sis or something. Oh my god. 7. Oh my god. Hiền chuẩn bị gói và có một con sông nhảy ra mọi người. Oh trời đất ơi. Mới vừa nhắc là có mặt thì nghĩ là Hiền rửa rất là kỹ rồi. Nhưng mà cái mấy con sâu nhỏ thì nó vẫn còn dính lại. Hiền mới vừa lấy cái lá này và có một con sâu nó nhảy lên tay Hiền. Mọi người ơi, bây giờ ăn là phải kiểm tra. Ghê quá à. Mặc dù là đã rửa từng lá luôn rồi nhưng mà vẫn không thoát khỏi là có sâu. Kinh dị quá. Đúng là trò ăn trong rau là luôn có sâu hả mọi người. À, bây giờ thì sẽ gói với một miếng bún nè. Đây là bánh hỏi á mọi người. Đó. Anh ăn cái gì? Trời ơi, bị con sâu nó hụn cái nó quên hết ngôn ngữ luôn rồi mọi người. Anh ăn mắm nêm á cả nhà, anh chấm mắm nêm á. Nhầm. Khen ngon kìa, chấm mắm nêm khen ngon kìa. Đó, giờ Hiền sẽ cuốn như vậy nè mọi người. Đó. Có rau, có bún và có thịt. Thì chấm như mắm nêm. You might if you had a few caterpillar. Cô đào nổ mình á. Thì hỏi là ví dụ như anh ăn trúng mấy con sâu mà anh không biết á thì anh có sợ không? Anh nói không sợ. Xin mời mọi người. Ngon. Bây giờ nhìn nè. Xin mời mọi người đó. Mắm nêm Hiền chấm nhiều. Oh. Want some more? Butter more? Ngon xuất sắc. Mean. Cái lá này hôm nay Hiền thu hoạch đó thì mấy cái lá non á, lá này cũng vừa vừa là không có non lắm cho nên nó cũng hơi cay. Đây bây giờ Hiền phải cẩn thận hơn mọi người ơi. Sợ sâu quá à. Chồng Hiền đó im lặng ăn rồi đó cả nhà, chứng tỏ là đồ ăn ngon không có gì. Mom it. Yes please. Ăn sốt nhiều mới ngon cả nhà ơi. Đó, cả nhà nhìn nè, hấp dẫn chưa? Đây. Em ăn bún của chú rồi. Cái mắm nêm này nó cay, ăn không được. Đây, xin mời mọi người. Chấm. Some pork.
Ngon hết nấu luôn. Này. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Bao cho em thịt heo. Thấy không? Kiểm tra rồi kìa. Sợ ăn trứng sâu kìa. Wow, cái lá nó cay quá. Để mình kiếm lá nào nhỏ nhỏ hơn coi nè. Rồi, toàn lá to không? To nó hơi bị dạt hú rồi. Đây. Xé ra phần nửa hay cả nhà. Đây, mình sẽ xé ra phần nửa cái gì. Hy vọng là không có con sâu nè. Rồi, có vẻ như là an toàn. Hạ cánh thôi. Cúng lưỡi. Cúng lưỡi cũng ok. Rồi miếng rau răm. Rau răm không bao giờ có sâu mọi người ha. Chỉ có mấy loại rau kia thì mới có sâu rồi. Rau thơm nè. Rau giúp cá thì chưa trồng được cho nên không biết. Rồi húng lưỡi có sâu nè. Tí tô có sâu nè. Rau thơm cũng có sâu luôn. Đó, hấp dẫn chưa? Đây. Xin mời. Con ăn sốt thì không được, ức cay. Cái cặp bún mà làm hết hồn. Trời, nhìn giống con nữa gì trời. Không phải. Đây thì sẽ ké xé cọng này ra. Bỏ cái thân chính giữa. Miếng heo răm. Rồi rau nó bay lùm lá hết trơn rồi mọi người. Nếp mòn nữa rồi chứ. No, not yet. Still got one or two wraps here maybe. Yep. Rồi anh cần thêm anh hỏi chưa, anh nói chưa. Nè mẹ ăn cái này nè con, mẹ ăn giống như hồi nãy ba cho con đó, mẹ con ăn thử rồi. Heo, yeah, hung hết rồi. Hung mẹ cho cô chú coi coi. Hung. Hung mẹ, hung. Hung tới đi, hung cho cô chú coi thử coi. Hung. À, trướng quá. Được hung lại, hung lại. À, trướng quá à, mẹ được hung. Không, không bè. À, hôn ba nữa, trời đất ơi, ba cũng đựng cái luôn hả? Hồi như hôn mẹ nữa. That's rare. Hả? That's very rare. Usually just looks at me weird and then looks away. Yeah. Oh. Anh nói kiếm khi nào mà ảnh được hôn lắm mọi người. Em quất hôn hiền hoài mà ít khi nào hôn ba lắm. Đây. Mình bắt. Hả?
cái này á, cái mắm nêm này thì xay rất là nhiều khóm á mọi người. Hiện trong dương sợ nhất là sâu và rắn. Mà hôm nay khi mà Hiền thu hoạch rau rồi, Hiền sắp rau này nọ và rửa rau mọi người. Hồi sáng giờ chắc Hiền đối diện có khoảng 6-7 con sâu rồi, không có vui chút nào hết trơn á. Mà giống như là mình có cái đam mê ăn rau á nên phải chịu thôi. Việc quần này chứ. Nah. What's that? Oh. Wasabi. Anh nói cái lá mù tạt nó cay quá mọi người ơi. Maybe you can wrap with less wasabi leaf like me like this. Thì nó lá cay thì anh xài miếng gì được rồi nè. Đừng có xài hết nửa cái lá, ăn không nổi. Cay quá chừng cay luôn. Tí tô. Hôm nay tí tô với lại húng lũi của Hiền cũng bị sâu nữa mọi người. Mà Hiền chưa có thời gian làm gì. Mình phun cái nước, cái nước mà mình pha với lại xà bông rửa chén á. Và và một ít dầu ăn á, một ít nước á mọi người, là sâu nó sẽ đi hay gì á. Đây. You want more pork yet? Yes, please. Getting a bit low on pork. And noodles. I'm out of noodles now. Okay. Cho anh thêm heo. Lại thêm bún. Happy about this meal. Ngọn anh ngon không? Anh thấy ngon. Ngon. No, 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 no. No. Ngon. Ngon quá ngon. Em lắm đâu. You didn't hear that pot? Just screw it. Just screw it on the ground. Not like that. Look, I had enough. Oh. Con đừng theo chân. Hey, no more. No, no, no. No, no, no. Daddy say no. Daddy say no. Would. No. No. Yeah, have a sip. Mọi người biết không? Ước gì á là Hiền á không có thấy mấy con sâu. Cứ thấy nó là làm cho Hiền có cảm giác gợn gợn sau khi ăn á, mọi người lúc nào cũng đề phòng hết trơn. Giống như là kiểu sợ nó nhảy ra bất cứ lúc nào, giống như hồi lúc đầu hồi nãy mà nó nhảy ra một cái lên tay Hiền á là Hiền mỗi lần mà Hiền gặp sâu là Hiền phản ứng vậy đó mọi người, nhất là khi mà nó đậu lên tay Hiền á. Alright, oh. Quá rồi vậy cô chú à. Đó. Giờ cô chú thấy ngồi ở trên gì nè. Rồi không có ai ẩm mới thấy được cái bản chất thật của siêu quậy Airwood. Quậy cực kỳ quậy. Quậy mà cưng lắm đâu. Mà cưng lắm. Dạ mẹ. Tiếp tục thôi. Quá đã. Không ra suy nghĩ không biết ba cái cho sống á mình ăn món gì nữa giờ. Cái tự nhiên bữa nay suy nghĩ à.
thịt luộc chấm rau ngon tuyệt vời. Thế là Hiền làm. Mắm nêm nè mọi người, lần đầu tiên anh ăn là ốp á mọi người. Rồi quên nữa, quên lấy miếng thịt vô đòn này chứ. Ôi trời ơi, một cuốn nữa. Thôi qua ẻm rồi cô chú. Hiền Hiền làm cái miếng cái cục thịt này cũng nhiều mọi người, chắc cả 500-600 gram rồi. Ba. Hello. Ba em kêu ôm ba một cái đi. Em quay chỗ khác. Rồi đó. Tới rồi đó, tới giờ rồi đó. Mọi người ơi, thôi gia đình của Hiền xin kết thúc cái phim ăn bún gói với lại thịt luộc và chấm mắm nêm tối nay nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào phim sau. Chúc mọi người luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Và nếu thích kênh thì đừng quên nhấn đăng ký, like, share, chia sẻ giúp mình Hiền. Xin chào. Xin chào đi con. Xin chào. Xin chào Ewood. Xin chào. Good boy. Trai giỏi quá. Trai mày giỏi quá.